Hi, chào mọi người, mình là Hoài Mãi Hoài, rapper của báo Minh Siêu. Ngày hôm nay mời mọi người theo chân mình đến với phần 3 của chuỗi video tham quan cửa hàng Tơ Tằm Việt Nam nhé. Như mọi người đã biết, ngoài vải và khăn da thì báo Minh Siêu còn rất là nhiều các sản phẩm 100% tơ tằm tự nhiên khác nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng khách hàng cũng như giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn quà tặng dành cho người thân và bạn bè của mình nữa đấy ạ. Trước khi đến với phụ kiện đầu tiên thì có một câu hỏi muốn hỏi mọi người đấy ạ. Theo mọi người thì phụ kiện nào là quan trọng nhất đối với người nam giới thành đạt ạ? Dạ vâng, đó chính là một chiếc cà vạt ạ. Và đây chính là nơi trưng bày cà vạt tơ tằm của báo Minh Siêu. Với mẫu mã vô cùng độc đáo thì mọi người có thể lựa chọn phù hợp với nhiều loại trang phục cũng như là hoàn cảnh khác nhau. Nhưng với những mẫu trơn và kẻ sọc như thế này sẽ tạo nên một sự trang nhã và lịch sự. Còn với những cái mẫu họa tiết độc đáo như thế này thì sẽ tạo nên một sự trang trọng và thể hiện cá tính của người đeo. Cà vạt nhựa tơ tằm không những đẹp mà khi đeo còn mang lại cảm giác là rất là mềm, nhẹ và thoải mái. Và những chiếc cà vạt này đều làm từ vải dệt Quảng Đông. Đây là một loại vải dùng để xuất khẩu nên số lượng có rất là ít ạ. Và mọi người có thể thấy ở đây với đường khâu rất là chắc chắn và tỉ mỉ bởi các nghệ nhân chuyên khâu cà vạt cho các nguyên thủ quốc gia tại làng nhựa Vạn Phúc. Bên cạnh đó thì chúng mình có rất là nhiều các phụ kiện khác để phục vụ cho những tín đồ mê bộ tơ tằm trong mùa hè này đấy ạ. Đầu tiên là phải kể đến hoa hậu của ngày hôm nay, đó là một chiếc khẩu trang báo Minh. Những chiếc khẩu trang báo Minh như thế này đã trở thành một người bạn đồng hành của nhiều anh chị khách hàng trong suốt hơn 1 năm qua. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay thì việc sở hữu một chiếc khẩu trang vừa an toàn lại vừa đẹp và thời trang như thế này là điều vô cùng cần thiết. Như mọi người đã thấy ở đây thì những chiếc khẩu trang báo Minh có màu rất là sáng và trang nhã, có thể phù hợp cho cả nam và nữ. Các anh thì có thể sử dụng những cái màu như là màu xanh dương này, màu ghi này hay là màu xanh lá. Còn những cái màu hồng hay là màu cam này sẽ phù hợp với chị em phụ nữ chúng mình đấy ạ. Những chiếc khẩu trang báo Minh như thế này khi sờ vào sẽ thấy chất liệu sẽ vô cùng là mềm mát. Khi đeo thì sẽ không bị ví và có thể kháng mùi và kháng khuẩn tự nhiên. Đặc biệt với màu nhuộm từ thân và lá cây thì nó rất là an toàn kể cả với trẻ nhỏ. Tiếp theo là một phụ kiện được giới trẻ rất là yêu thích, đó là những chiếc dây buộc tóc tơ tằm như thế này ạ. Ngoài vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu thì tơ tằm sẽ mang đến cho mọi người cảm giác mềm và nhẹ, mọi người sẽ không lo bị gãy rụng tóc khi sử dụng. Với nhiều màu sắc như thế này thì mọi người có thể lựa chọn để phù hợp với phong cách của mình. Với những cái màu như màu tím, màu trắng hay màu xanh ngọc thì sẽ hướng đến những người thích một cái sự nữ tính và hiền dịu. Còn với những cái màu như là màu ghi hay là màu gel, màu đen như thế này thì sẽ dành cho những người thích sự đơn giản và mộc mạc. Mọi người ơi, nếu muốn có một giấc ngủ chất lượng thì mọi người đừng bỏ qua vỏ gối nhựa satin cao cấp của báo Minh Siêu nhé. Với bề mặt mịn, mướt, mềm, mát sẽ giúp cho mọi người có một giấc ngủ ngon, đồng thời giúp bảo vệ tóc này và sẽ giúp tránh được cái tình trạng da bị chảy xệ. Với chất liệu làm được dệt từ vải cao cấp nên nó rất là bền này, có độ bóng này, đồng thời rất là sang trọng cùng với các tông màu vô cùng đa dạng. Và buổi trưa khi phải ở lại văn phòng, mọi người có thể sắm cho mình một chiếc bịt mắt tơ tằm như thế này. Không chỉ bên ngoài mà bên trong chiếc bịt mắt này cũng được làm bằng tơ tằm tinh khiết 100%, thì mình đảm bảo là sẽ đem đến cho mọi người những cảm giác vô cùng bất ngờ, giống như đang bồng bềnh trong những đám mây ấy ạ. Và những cái chiếc bịt mắt như thế này sẽ giúp cho mọi người có một giấc ngủ sâu hơn này và không bị quấy rầy bởi những ánh sáng trong phòng ạ. Việc là cả vỏ gối hay bịt mắt đều được đựng trong những chiếc túi lụa nhỏ xinh như thế này để mọi người có thể mang đến bất cứ đâu mà mọi người muốn, như đi du lịch chẳng hạn. Và những cái chiếc túi lụa nhỏ xinh như thế này còn được báo Minh Siêu bán lẻ để mọi người có thể đựng cả kim cương hộp xoàn cũng được đấy ạ. Vậy là chúng mình đã giới thiệu khá đầy đủ về các dòng sản phẩm của báo Minh Siêu thông qua 3 tập trải nghiệm cửa hàng rồi. Nhưng mà chưa hết đâu, mọi người hãy cùng mình khám phá về không gian làm việc của các thành viên báo Minh Siêu nhé. Đây chính là nơi lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất của khách hàng khi đến với báo Minh Siêu, và có lẽ cũng là một góc mà báo Minh Siêu cảm thấy trân trọng nhất. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau chụp một bức ảnh với bức tường hạnh phúc này nhé. Và sang phía bên này một chút thì mọi người sẽ thấy không gian làm việc của các thành viên báo Minh Siêu. Đầu tiên phải kể đến người đàn ông mà ai cũng biết là ai đấy, đó chính là anh Phan Bá Tân, CEO cũng như founder của báo Minh Siêu ạ. Xin chào tất cả mọi người.
giới thiệu với mọi người tiếp theo đó là chính là Thần Y San San. Xin chào mọi người. Và đây là vị trí làm việc của quý Thị Trang. Xin chào tất cả mọi người. Người đẹp hàng số. Xin chào. Và tất nhiên không thể thiếu mình, rapper Hoài Mãi Hoài. Và phía trên này thì mọi người có thể thấy là chúng mình có một chiếc giá sách ở đây để có thể trao dồi kiến thức hàng ngày. Và đây chính là chiếc bàn uống nước, sẵn sàng tiếp đón bất cứ vị khách nào yêu mến và có mong muốn tìm hiểu về nhuộm tơ tằm Việt Nam. Hy vọng là thông qua chuỗi 3 video vừa qua có thể giúp mọi người hình dung được phần nào về không gian làm việc cũng như là tinh thần làm việc của bán Minh Siêu. Rất mong một ngày có thể được chào đón tất cả khách hàng đến với showroom của bán Minh Siêu. Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm thì mọi người có thể inbox vào fanpage Lụa Tơ Tằm Bán Minh hoặc là truy cập vào website banminh.com. Mọi người nhớ like, share và subscribe channel Bán Minh Siêu trên YouTube nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.